Chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018. Cùng với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam, CTCP, PVGA, Công ty TNSSM TV Mihail và Trung tâm Thông tin VBIVN, Công ty TNSS Truyền thông và Tổ chức Sự kiện VMAAC phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần KMX, Công ty Cổ phần NCT, Nhạc của tôi tổ chức chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc 2018. Chương trình diễn ra tối ngày 19 tháng 1 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, với sự đầu tư công phu. Chương trình có sự tham gia của rất nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Anh Thơ, Lan Anh, Tạ Quang Thắng và các ca sĩ trẻ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quốc Hưng chia sẻ, đây là một chương trình mang ý nghĩa to lớn với khán giả nói chung và với những người tổ chức chương trình nói riêng. Với vai trò tổng đạo diễn nghệ thuật cho chương trình, tôi cũng như các nghệ sĩ tham gia đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đêm biểu diễn với mong muốn các ca khúc có thể giúp khán giả thấy yêu quê hương đất nước hơn. Sau chương trình mọi người cảm thấy vui vẻ hứng khởi, đặc biệt trong không khí xuân, tham gia chương trình còn có rất nhiều ca sĩ trẻ. Ca sĩ nhạc sĩ Tạ Quang Thắng xúc động. Mặc dù đã rất nhiều lần trình diễn ca khúc Lá cờ trên sân khấu nhưng lần này tôi vẫn có một cảm xúc rất khác. Tôi rất vui vì đã truyền được cảm xúc trong bài hát của mình tới khán giả. Cần có nhiều những chương trình như thế này nữa để có thể truyền cho các bạn trẻ tình yêu quê hương đất nước và lòng biết ơn các thế hệ đi trước. Bạn Nguyễn Thị Huế, Ad Khoa học Xã hội và Nhân văn, chia sẻ, tôi đi xem chương trình cùng mẹ. Sau khi xem chương trình, tôi đã quyết định nếu như có các chương trình 2019, 2020 và sau nữa vẫn muốn đi xem. Các ca khúc trong chương trình rất tuyệt vời, giúp nhắc nhở những người trẻ nhớ đến công ơn của cha ông, thêm yêu quê hương mình hơn và cố gắng học tập hơn. Cả ekip của chương trình Giai điệu Tổ quốc 2018 đã gấp rút chuẩn bị trong chưa đầy 2 tháng để mang lại cho khán giả những màn trình diễn âm nhạc xuất sắc nhất. Dù lần đầu tiên tổ chức nhưng chương trình đã thành công hơn cả mong đợi.